Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc cho anh em. Tiếp tục clip bán máy cho anh em hôm nay ha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em, 0355 356 356 nha. Anh em gọi thẳng số điện thoại đó đặt hàng cho mình nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Đó, nhắn họ tên địa chỉ hay là chuyển khoản. Xong rồi anh em chuyển khoản hay là mã số thì cao đều được hết ha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc. Đó, nên là ở tỉnh nào anh em mua được nha anh em. Rồi tiền anh em vui lòng là nếu mà anh em nào mà chuyển khoản thành á thì mình sẽ bao ship. Còn anh em nào cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship 30 tới 35 ngàn tùy theo khu vực nha. Có chỗ thì 4 máy nha. Đó. Rồi không dài dòng nữa nha, mình giới thiệu máy này hôm nay cho anh em luôn nha. Rồi, máy đầu tiên hôm nay là mình có một con Oppo Neo 7 nè anh em. Oppo Neo 7 màu đen nha. Máy này thay vỏ mới nha anh em. Màn thì ngay cái chỗ đây nó bị tróc một xíu keo nha anh em. Còn kính đẹp. Lưng ra thì còn miếng guarantee này, lột ra thôi ha. Cái này vỏ thay mới rồi. Đó. Đẹp keo. Con này màn hình 5 inch nha anh em, RAM một bộ nhớ 8 nha, hai bộ nhớ 16 nha. Neo 7 thì con này cũng vậy. Là một bộ nhớ 16 này. Chức năng ok nha, xài ok hết ha. Đó, wifi các kiểu ok. Neo 7 nha anh em, nghe gọi thoải mái nha. Màn hình ring sáng đẹp. Con này ra đi anh em giá 750 nha. 750k, kèm sạc này nhắn lực cho anh em luôn. Tiếp theo thì Oppo F1S vẫn còn nha anh em. Đó, liên tục cập nhật cái dòng này. Giá rỉ rỉ cho anh em dễ xài. Màn hình 5.5 nha, RAM 332, pin 3075, máy này thay vỏ mới. F1S. Bật nguồn cho anh em coi luôn. Màn rất là đẹp anh em, sáng đẹp nha, máy màn ring luôn. F1S. Đó, chức năng test sơ cho anh em coi ha, wifi rất là mạnh nha. RAM 332, màn cực đẹp, giá 1550 anh em, 1550 nha, kèm sạc dán kính nha. Oppo A37, Oppo A37 nha, máy này thì mình hay về. Con này màn hình 5 inch nha anh em, RAM 216 nha, pin con này là 2630, thay với vỏ mới kem rồi. Đó, kính đẹp ha. Chức năng ok. RAM 216. Con này để em giá 1.050.000 nha, 1.050.000. Tiếp theo là Samsung J737 bản hàng nha em. Máy đẹp keng sà beng luôn nha, nguyên zin, màu xám. Xanh xám nha. Màn hình 5.5. Con này RAM 332 này, pin 3003. Máy đẹp như mới luôn. Máy phải nói là keng như mới. Bán hàng một sim nha anh em. À, chức năng xài hoạt động là ok luôn. Màn ring nên là cảm ứng rất là mượt nha. Quay 3. J737 anh em. Con này để anh em giá 1750. Tiếp theo là con Samsung A30. Nguyên ring, vỏ xeo xước xác nha anh em. Vỏ thì không được đẹp gan nha, vỏ xeo xước xác. Đựng cái màn là ok này. Màn trước thì lông mèo cực nhẹ thôi, không có nhiều. Đánh giá của con rất là đẹp. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000 nha. Đây là cấu hình máy ha. Test sơ chức năng cho anh em xem. Đó, wifi rồi các kiểu ok. A30, máy nguyên zin. Con này ra đây cho anh em. Giá của nó là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 nha. Tiếp theo là con A20 màu đỏ. A20 màu đỏ máy đẹp keng. Sorry anh em, màn đẹp keng chứ. Cái màn thì keng đã dán lực, còn lưng sau thì nhám nhám xước như clip mình quay nha. À, anh em cứ coi kỹ nha trước khi đặt hàng. Cũng màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000 nha. Pin 4000. Đó, màn sáng đẹp nha.
con này ra đi cho anh em giá 2,4 triệu nha anh em, 2,4 triệu ha, dán cường lực kèm sạc nhanh cho anh em luôn, A20 màu đỏ. Tiếp theo là một con iPhone 6s, iPhone 6s 32GB, máy riêng quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ nha, máy kèm đẹp 98.9 trở lên đó, ngoài hình rất là đẹp. Cho mình coi coi kính này, kính là 1-2 vết xước sượt sượt nhẹ nhẹ chứ không phải là xước lãm xuống luôn em, nó cái vết sượt nhẹ thôi là ngay đây đó, nhưng mà đường lành, có một cái lành này, thái chán hơn gì, còn rất là đẹp. Máy chức năng ok luôn, máy đẹp nha anh em, nói chung là máy rất là đẹp, không có xấu đâu, anh em yên tâm. 6S Mỹ 32GB, coi thử pin được nhiều, mấy con này pin trên 80 hết nha anh em, bảo đảm cho anh em, mấy nguyên riêng, pin 95 luôn, con này pin 95, màu đen. Để anh em giá 2550 nha, 2550, màu xám đen cực đẹp ha, anh em cái máy rất là chắc, chưa hề động chạm nha. Máy cực đẹp, 8 nhỏ nha em, iPhone 8 nhỏ, con này cũng gõ sâu xuất xước một hai đường này, đó, như này nha em, 64GB nha, 64GB nha em, pin con này là 83, sườn đẹp, đó, kính thì cũng đẹp luôn, cũng một vết sượt như vậy kiểu như iPhone 6S, đó, được cái là máy riêng nguyên, cực đẹp luôn. Chức năng là hoạt động hoàn hảo nha, pin các kiểu là này, pin 83 này nè, pin 83, vân tay vân chân thì VIP luôn, test sơ cho anh em xem. Đó. 8 nhỏ nha, 64GB, máy đẹp như clip mình quay nha, con này để anh em giá 4,4 triệu nha, 4,4 triệu dán kèm đầy đủ trước khi gửi máy. Oppo A83 bán nội địa nha, con này RAM 332, máy đẹp tầm 97.8, màn hình 5.7 nha, pin con này là 3180, gần 32 anh em. Đó, máy ok nha, kính đẹp nha anh em, không có xước nha, còn miếng dán ngoài lột ra là keng luôn. Wi-Fi này, chức năng ok hết. A83 332, đó, máy đẹp như clip mình quay nha. Con này để anh em giá 1,7 triệu nha anh em, nhanh gọn ha, 1,7 triệu. Tiếp theo là Oppo F5, con này là RAM 464 nha anh em, F5 ha, máy màn hình 6 inch, rất là lớn. Đó. F5, đó, mình sẽ cho anh em coi cấu hình của nó này, RAM 464 này. Ok nha anh em, đó, 464 ha. Chuẩn nha. Máy đẹp và 98.9 luôn. Giá 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu nha. Samsung A20 tiếp, con này thì thay vỏ sau rồi này. Con này vỏ sau thay mới rồi anh em. Đó. Màn hình 6 inch 4 nha, RAM 332, pin con này cũng 4000. Vỏ thì xây mới keo rồi. Đó. Mặt trước là dán nguyên lực, màn đẹp. Samsung A20, con này ra đi cho anh em giá 2450, kèm sạc dán kính nha. Z320 còn sót lại nha, thế thì anh em nào ưng thì lấy nha. Con này vỏ sau xước này, đó, màn hình 5 inch nha, RAM 1,5 GB, bộ nhớ 8, pin 2,6. Đây, kính thì đẹp keng nha, đây là máy vít keo thôi, còn kính rất là đẹp. Đó. Kính cái màn thì có dính phản quang đốm đốm này, nên mình bán giá cực mềm cho anh em. Đó, có đốm phản quang nha, còn cam rất là mượt nha. Z320 mình quay rất là kỹ nha anh em, coi kỹ trước khi đặt hàng nha, cho khỏi mắc lầm nha anh em. Đó, Z320G này, con này để anh em giá 750 nha, tính chỉ giá màn thôi, 750k, kèm sạc dán kính, sườn vỏ xấu nha, không được đẹp. Samsung A31 màu trắng, con này lưng sau thay mới, thay cái nắp sau rồi, màn hình 6,5 inch nha, con này RAM 6 của 128 nha anh em, cấu hình mạnh nha, pin 4000,
mấy như clip mình quay nha. Cường lực thì đại giáo rồi, máy này không có xước sáng hết đó, máy cực đẹp. RAM 6 của nhớ 128 cũng rất là mạnh nha, A31. Con này ra đi cho anh em giá 38 nha, 3.8 triệu, kèm sạc giá người lực cho anh em luôn nha. Oppo A53, con này RAM 4 bộ nhớ 128 anh em, cấu hình cũng ok, sườn lưng sau này có xuất xước như clip mình quay này, lưng sau này đó. Còn kính cát còn đẹp nha, màn hình 6.5 inch, pin 5000, cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ 128. A53 ok cho anh em, con này ra đi anh em giá 32 nha, 3.2 triệu, kèm sạc đàng hoàng là đủ nha anh em. Samsung A750, con này lưng sau có xước như thế này, sườn không được đẹp nha, sườn này trầy xước cào luôn rồi, nó cái kiểu như sườn ring đó chứ mình không có thay, để nguyên luôn. Rồi con này mang thay mới, màn hình thay mới. A750 RAM 464 nha anh em, RAM 4 ghi nha, bộ nhớ 64 xài cũng rất là sướng nha anh em. Đó, màn hình 6 inch, pin 3.3, giá 2.4 triệu thôi, để anh em giá 24, ok nha. Tiếp theo là con Note 8 anh em, Samsung Note 8 màu gold nha, con này có bút nha, màu xanh. Đó, nó hơi lai một tí, còn nguyên máy hết, màn thì dính một đốm nhẹ rồi, dài thì không thấy nhưng mà mở ra thấy là không có lan nha anh em, xài ok hết nha, màn đẹp chỉ đốm đó thôi. RAM 664 bán hàng một sim, này là Samsung Note 8 nha đó. Xài chống cháy rất là ok, giá 32, giá 3.2 triệu nha anh em, kèm sạc cho anh em đầy đủ, máy cũng rất là đẹp. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà nha.